rộ tin Trần Hồng Hà sắp bị Tô Lâm tống vào lò, số phận Trần Cẩm Tú sẽ ra sao? Nhiều chỉ dấu cho thấy, theo chỉ đạo của ông Tô Lâm, cuộc thanh trừng với phe cánh Nghệ Tĩnh đang được Bộ Công an khởi động. Sắp tới sẽ có rất nhiều con cá mập được tống vào lò theo đúng quy trình. Như giới thạo tin đã đưa tin, khả năng cao, kẻ bị gọi tên sắp tới là Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, cựu Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường. Trình Quốc hội dự án luật địa chất với khoáng sản với nhiều điểm mới. Bản tin cho biết vào chiều ngày 20 tháng 6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo kiểm tra về dự thảo luật địa chất và khoáng sản. Tại buổi thảo luận ở tổ, đại biểu Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đã phản ánh việc có nhiều mỏ khoáng sản do Bộ Tài nguyên Môi trường cấp phép nên không thuộc thẩm quyền quản lý của chính quyền địa phương. Cụ thể, ở khu vực xã Thần Sa, huyện Võ Nhai có mỏ vàng với trữ lượng lớn nhất nhì Việt Nam. Điều việc kể trên có liên quan gì đến những thông tin trên mạng xã hội rằng hai phe Nghệ An và Hà Tĩnh là bệ đỡ, đồng thời là lực lượng ủng hộ tuyệt đối cho Tổng Trọng đang là mục tiêu của ông Tô Lâm và Bộ Công an tấn công vào. Sau Đại hội Đảng lần thứ 12, ông Trần Hồng Hà giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường trong hơn 6 năm. Đến đầu năm 2023, ông được bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng. Người kế nhiệm với Bộ trưởng của ông Hà là ông Đặng Quốc Khánh, con trai cựu Bí thư Hà Tĩnh Đặng Duy Báu. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm quản lý về đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Do đó, bộ này có quyền ban phát rất lớn đối với các doanh nghiệp và cá nhân. Cần nhắc lại, ông Trần Hồng Hà là người đã bảo vệ cho tập đoàn luyện kim Formosa Hà Tĩnh trong việc gây ra thảm họa môi trường ở khu vực phía Bắc miền Trung vào những năm 2016, khiến cho vùng biển của rất nhiều tỉnh trong nhiều năm không thể sử dụng vì độc hại. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã từng hai lần đề nghị thi hành kỷ luật kiểm điểm đối với tổ chức đảng và đảng viên Bộ Tài nguyên Môi trường. Cụ thể, lần thứ nhất là vào tháng 4 năm 2017 và lần thứ hai là vào ngày 21 tháng 12 năm 2022. Theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tại kỳ họp thứ 24 đã kết luận Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Tài nguyên Môi trường thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để bộ này vi phạm nhiều sai phạm trong chính sách về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường cũng như trong thực hiện một số dự án đầu tư công. Ngoài ra, ông Trần Hồng Hà còn phải chịu trách nhiệm liên quan đến việc để người Trung Quốc thâu tóm đất đai ở Việt Nam. Cụ thể, tại kỳ họp lần thứ 9 Quốc hội khóa 14, nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm đến chuyện người Trung Quốc đang ào ạt thu mua gom đất ở Việt Nam. Tờ báo Thanh Niên vào ngày 22 tháng 5 có bài viết Người Trung Quốc núp bóng mua đất ở khu vực trọng yếu dân rất quan tâm. Bài viết cho hay, trong báo cáo trả lời chất vấn cử tri gửi Quốc hội, Bộ Quốc phòng cho biết người Trung Quốc đang sở hữu hơn 162.000 hectare đất tại Việt Nam, trong đó có khoảng 6.300 hectare đất ở biên giới và ven biển. Vậy mà khi trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Trần Hồng Hà vẫn nói rằng không biết và chưa thấy gì. Công luận đặt câu hỏi rằng tại sao Bộ trưởng Hà, người chịu trách nhiệm chính về quản lý đất đai và tài nguyên quốc gia, lại không biết, hay giả vờ không biết về việc người Trung Quốc đang thâu tóm tài nguyên đất đai tại Việt Nam. Hơn nữa, Bộ trưởng Hà đã hai lần bị kết tội có khuyết điểm, tuy nhiên ông lại không hề bị kỷ luật mà vẫn leo lên chức Phó Thủ tướng. Theo giới thạo tin, nhóm lợi ích Hà Tĩnh và Nghệ An, gọi chung là phe Nghệ Tĩnh, được Tổng Trọng hết sức ưu ái trong việc sắp xếp nhân sự lãnh đạo. Với số lượng ủy viên Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị vượt trội, cụ thể, sau Đại hội khóa 13 có 200 ủy viên Trung ương, thì Hà Tĩnh chiếm 12, Nghệ An chiếm 14. Bộ Chính trị có 18 thành viên, thì Nghệ Tĩnh được 4, trong đó Nghệ An 3, Hà Tĩnh 1. Đó là chưa kể các chức vụ bộ trưởng, các bộ béo bở, màu mỡ khác cũng được chia cho phe Nghệ Tĩnh rất nhiều. Công luận mong mỏi ông Trần Hồng Hà cũng như các quan tham khác sớm bị xử lý, đồng thời cần phải làm rõ về việc hàng loạt sai phạm của các lãnh đạo phe Nghệ Tĩnh, trong đó có nhiều sai phạm rất nghiêm trọng, nhưng được Tổng Trọng che chắn và bảo kê nên đều thoát tội. Đã có những cáo buộc cho rằng ông Trần Cẩm Tú đã từng nhận tới 2 triệu đô la của bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn. Nhưng cho đến nay, ông Trần Cẩm Tú vẫn đang bình an, vô sự.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin Dộ tin Trần Hồng Hà sắp bị Tô Lâm tống vào lò, số phận Trần Cẩm Tú sẽ ra sao? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Vì sao bất ngờ Tô Đại đảo quân siết chặt vòng vây với phe Nghệ Tĩnh và Tổng Trọng? Trái với những lời đồn đoán từ giới thạo tin cho rằng với sự dàn xếp của lãnh đạo Trung Quốc, các phe phái trong đảng đã thống nhất hiu chiến và đồng thuận để Chủ tịch nước Tô Lâm là người kế nhiệm Tổng Bí thư sau khi ông Nguyễn Phú Trọng rút lui. Tuy nhiên, theo giới quan sát liên quan đến chuyến thăm của ông Putin đến Việt Nam trong tháng 6 năm 2024, thực hiện theo lời mời của Tổng Trọng, bản tin trên đài BBC Việt ngữ đã đưa ra một bình luận gây tranh cãi như sau. Ngay cả khi ông Tô Lâm lên vị trí Chủ tịch nước, thì ông Trọng vẫn đảm trách việc mời và tiếp nguyên thủ các nước lớn. Điều này tô đậm vai trò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Một số nhà quan sát cho rằng điều này cho thấy ông Tô Lâm vẫn chưa xoay chuyển được tình hình hiện nay. Theo giới chuyên gia, mục tiêu cao nhất của ông Tô Lâm và phe cánh hiện nay là xóa sổ phe Nghệ Tĩnh, bao gồm hai nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh. Đây là thế lực chính trị lớn nhất trong năm qua, đồng thời cũng là bệ đỡ quyền lực của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mới nhất, hai thành viên của phe Nghệ Tĩnh là Đinh Tiến Dũng, cựu Bí thư Thành ủy Hà Nội, và Nguyễn Văn Yên, Phó Ban Nội chính Trung ương, một đàn em thân cận của ông Phan Đình Trạc, vừa bị xử lý kỷ luật. Theo giới thạo tin, đây là những đòn giàn mặt của ông Tô Lâm đối với phe Nghệ Tĩnh. Trong khi đó, một động thái khác từ Bộ Công an đã được giới quan sát chú ý. Tờ báo Vietnamnet vào ngày 20 tháng 6 đưa tin Đại tá Nguyễn Xuân Thao được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh. Bản tin cho biết, sáng ngày 20 tháng 6, tại Hà Tĩnh, Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Xuân Thao, Phó Cục trưởng Cục An ninh Đối ngoại, đến nhận chức Giám đốc Công an Hà Tĩnh. Cũng tại buổi lễ, Cục Tổ chức Cán bộ Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an Hà Tĩnh, nhận chức vụ Giám đốc Công an Đồng Nai. Theo giới quan sát, đây là việc đổi Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh bằng một tay mắt mới của ông Tô Lâm là Đại tá Nguyễn Xuân Thảo. Trong khi đó, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an Hà Tĩnh đã bị chuyển về Đồng Nai, một địa bàn cũ của Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, em vợ của ông Tô Lâm. Ông Văn hiện nay đang là thành viên quan trọng trong Ủy ban Kiểm tra Trung ương của ông Trần Cẩm Tú. Từ trước đến nay, Tô Lâm đã tạo ra Bộ trưởng Bộ Công an được quyền bổ nhiệm trực tiếp đối với vị trí Giám đốc Công an của 63 tỉnh thành trên cả nước. Đây chính là hệ thống tai mắt của ông để giám sát, theo dõi các hoạt động cũng như các sai phạm của lãnh đạo tất cả các địa phương trên cả nước. Gần đây đã có dấu hiệu bất thường về các nhân vật cấp cao của phe Nghệ Tĩnh. Mới nhất, trong lễ bàn giao công tác giữa Chủ tịch nước Tô Lâm và tân Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, đã vắng mặt đồng thời ba nhân vật là người Nghệ Tĩnh đứng đầu các cơ quan, tổ chức, kiểm tra và nội chính Trung ương. Đây là điều hết sức khó hiểu. Biết rằng Ban Nội chính Trung ương là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Ban Chỉ đạo này do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, mà trưởng ban nội chính là Phó trưởng ban thường trực. Ngoài ra còn có 4 phó trưởng ban khác bao gồm trưởng ban tổ chức Trung ương, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và một phó chủ tịch Quốc hội. Đó dường như là lý do tại sao Bộ Công an đã bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Xuân Thao làm tân Giám đốc Công an Hà Tĩnh, đồng thời đưa Giám đốc Công an Hà Tĩnh luân chuyển về một địa bàn mà Bộ Công an có thể theo dõi và giám sát. Theo giới thiệu tin, tới đây, Giám đốc Công an Nghệ An Thiếu tướng Bùi Quang Thanh cũng sẽ được Bộ Công an xem xét để luân chuyển sang một vị trí phù hợp hơn. Những điều vừa kể trên cho thấy ông Tô Lâm đã và đang không ngừng gây áp lực lên phe Nghệ Tĩnh. Điều này đánh giá là một hình thức gián tiếp gây áp lực buộc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải rời bỏ chính trường để giao toàn bộ quyền lực lại cho ông Tô Lâm. Tuy nhiên, chính trị Việt Nam đang nằm trong vòng cương tỏa của Trung Quốc, thì việc Bắc Kinh dương đông kích tây, kích động các bên đấu đá lẫn nhau là một thủ đoạn chính trị muôn thuở. Ai thắng, ai thua, cuối cùng cũng chỉ là những con tốt trên bàn cờ do Trung Quốc giật dây.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao bất ngờ Tô Đại đảo quân siết chặt vòng vây với phe Nghệ Tĩnh và Tổng Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.